Hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái đầu giải mã đến từ Marantz. Model là NA7004. Đây là một cái dòng mà nó giải mã này, music server này, rồi đọc được USB trực tiếp cùng giải mã luôn, và cáp quang từ TV, từ các thiết bị khác vào. Và cái đầu này thì nó có phụ kiện là một cái remote đi kèm. Đâu rồi, cái remote đâu rồi? Đây à. Remote đi kèm nha. Rất là đẹp, rất là sang trọng. NA7004 thì nó đọc ổ cứng lên đến 1T. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là những cái ổ cứng 1T thì nó sẽ nhận lâu hơn, nó mất khoảng 1-2 phút để nó nhận. Khi nó nhận thì chúng ta chơi rất là nhanh. Còn USB thì nó đọc rất là nhanh à. Thì nhiều bạn cắm vào chúng ta chờ khoảng 1 phút thì thấy lâu thì hỏi thì mình nói luôn, chứ không bạn nghĩ là cái đầu nó đọc chậm nữa. Mà nên tại vì cái ổ cứng 1000G thì chép vào trong đó đến khoảng 1500 cuốn đĩa rồi thì nó nhận, nó quét hết cho đầy đủ rồi nó mới hiển thị ra. Và khi hiển thị ra thì chúng ta chọn rất là nhanh thôi. Nhưng nó đã có cái bộ nhớ đệm trong đó rồi thì nó rất là nhanh. Đây các bạn chỉ cần bấm vào tour này ra danh sách này thôi nha. Ngô Thị Miên, Ngọc Sơn, Ngọc Lan, Nguyễn Anh Chiến, Nguyên Khang, nhỏ có nhà cách mạng luôn, Như Quân. Nói chung là đây là một cái đầu mà rất là thuận tiện các bạn nào mà lười chơi đĩa mà vẫn thích nghe được nhạc hay. Bây giờ mình trở ra đi. Đó, rất dễ xài. Chúng ta chỉ còn trở ra như vậy thì chúng ta có thể chọn album khác của Như Quỳnh. Một cái ổ cứng như vậy là mình bán cho các bạn là 2 triệu, chép sẵn nhạc luôn. Và có nhạc Tây, nhạc ta, nhạc Nga, nhạc Mỹ tùm lum. Hay đùa vậy chứ nhạc Tây, nhạc ta thôi, nhạc Mỹ thôi, không có nhạc Nga đâu nha. Đó, các bạn chỉ cần bấm cái nút này trở ra là nó ra lại những cái folder bên ban đầu. Thì mình sẽ chọn nhạc ngoại này để các bạn nghe thử thức nhạc ngoại. Akba, rồi Adele. Adele coi. Adele này thì một giọng họa Mỹ nước Anh rất là hay. Mà sao không thấy bài Hello đây? Rồi. Ok đi. Thử. Mà mình sợ mấy cái này dính bản quyền lắm, mình tải lên nó dính bản quyền rồi nó sẽ chặn cái video này. Nên mình xem các bạn nhạc nào nó không bản quyền đi. Carpenter này. Carpenter thì nổi tiếng thập niên 70 với những ca khúc như là
Sparta, Yesterday One More. Một album này rất là nhiều. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. Và bây giờ là mình báo cái giá của cái đầu Marantz 7004 này là 11,5 triệu. Và bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình nha. Thì ngoài chức năng chơi trực tiếp USB thì nó còn có chức năng chơi từ máy tính qua. Chơi máy tính qua thì chúng ta sẽ chọn cái đường Digital in USB này. USB này là USB từ tín hiệu máy tính qua là cái dây cáp USB hôm bữa mình có nói đó. Và cái cổng Optical này, Digital in off này là optical này, coaxial này, Digital in coax là đồng trục. Và Music server này chúng ta cần phải cắm một cái đường dây mạng LAN vào, từ cái modem vào kết nối, và các bạn cài đặt một cái phần mềm trên điện thoại để các bạn điều khiển ở những cái ổ, chúng ta chọn nhạc từ những ổ cứng như thế này đó. Rồi, một cái đầu mà nó đầy đủ hội tụ, đầy đủ những chức năng cao cấp của Marantz, và rất là đẹp, không có mẫu mã, không có gì phải che cả. Phụ kiện gồm remote và dây nguồn đi theo thôi nha. Nhưng mà nó đẹp như là trong thùng lấy ra vậy. Đây là những cái đường vào này, đường vào cáp quang này, đường vào cáp đồng trục này, cáp USB này. Đường network này là để chúng ta chơi music server, chúng ta cắm dây mạng vào. Rồi, bây giờ mình test nha các bạn nghe nha. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mình đăng lên mỗi ngày. Bấm vào nút đăng ký và sau đó bấm vào cái chuông. USB là 800.000 chép sạc nhạc 128GB, ổ cứng là 1.000GB chép sạc nhạc là 2 triệu, tùy nhu cầu và các bạn có thể sử dụng. Như cái đầu này thì chúng ta có thể chơi USB cũng là đủ rồi. Đây, cái USB là như thế này đây. USB thì nó nhỏ hơn một cứng rất là nhiều, nó không có cái dây rườm rà để theo. USB thì nó tiện lợi để chúng ta mang theo bỏ túi, còn ổ cứng thì cũng bỏ vào túi được, nhưng mà ổ cứng nếu chúng ta đi du lịch đầu thì chúng ta phải bỏ trong vali, túi sách á, chúng ta bỏ trong túi áo rồi. Nó to hơn cái điện thoại này. Đó, bây giờ mình test nạp nha. Sao còn đây tóc.
mây nào bay. Phố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào mây, tình đã phai rồi. Yêu như mây khói thoáng theo gió buồn mơ hồ, tình yêu như giông tố qua phố điều hưu. Nhớ gian xưa yêu kiều trong chiều nhạt lên đang mỏi đi, chờ nhau trong tê tái. Mắt biếc năm xưa này đâu, bên ga tình liêu vắng xa người yêu. Lá úa đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi, người xa cách rồi. Dĩ vãng như bao cung tơ lướt theo chiều mơ, kết muôn bài thơ. Nỗi tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi. Xa xưa tháng năm nào